Chào mừng các bạn đến với podcast Chàng Ngốc Già. Đối với những bạn mà lần đầu tiên nghe podcast Chàng Ngốc Già đó, thì Ngốc xin được giới thiệu ngắn một chút. Cái chuỗi podcast Chàng Ngốc Già này là nhằm mục đích đem đến cho các bạn những cái thông tin về tài chính cá nhân, về cái cuộc sống tích cực. Và ngoài ra thì nó có những cái kiến thức rồi những cái vấn đề về kinh tế xã hội nói chung nữa. Thì trong cái podcast ngày hôm nay đó thì Ngốc chia sẻ với các bạn về câu chuyện gì. Trong tuần vừa rồi đó thì những cái bạn mà đọc tin nhiều và quan tâm đến tài chính thì đều biết đến một cái cú trượt rất là kinh khủng của cái thị trường cryptocurrencies, là các cái đồng tiền mã hóa, đúng không? Ngày 19 tháng 5 vừa rồi. Có nghĩa là mấy cái đồng tiền mã hóa đấy ảnh chơi tombogon luôn, có nghĩa là trượt một phát kinh khủng luôn. Nhưng mà đến khoảng cuối ngày thì các bạn thấy là một số cái đồng tiền mà cơ bản mà nó có những cái giá trị nhất định đó thì nó cũng có cái độ hồi phục rồi. Thì hôm nay thì Ngốc muốn chia sẻ với các bạn về cái cryptocurrency, về tiền mã hóa, về công nghệ blockchain và một số vấn đề liên quan đến cái này ở cái cấp độ gọi là mình gọi là sạch nước cảng thôi nha. Có nghĩa là giống như ở bên Mỹ mà trong các cái trường đại học người ta có các cái chương trình gọi là các cái môn học gọi là 101 đó, gọi là 101, rất là cơ bản. Thì mọi người đã nghe rất là nhiều về blockchain rồi đúng không? Về công nghệ chuỗi khối rồi đúng không? Thì đấy là một cái phát kiến mình nghĩ là có một cái rất là quan trọng, và nó sẽ định hình thay đổi cái thị trường tài chính, cái kinh tế và cả cái xã hội của chúng ta trong vòng vài chục năm tới. Và cái công nghệ blockchain này thì nó có những cái ưu điểm, và nó hay ở chỗ là nó làm cho cái tính xác thực, cũng như là cái gọi là những cái độ bảo mật, cũng như là cái tính xác thực của các cái giao dịch. Như vậy là có nghĩa là các cái giao dịch đó nó được ghi lại và nó không thể nào mà chỉnh sửa được, mà nó không thể nào chỉnh sửa được. Và vấn đề là phải có một cái sự validate, có nghĩa là phải sự xác nhận của cả một cái network, của một cái cộng đồng. Thì dựa trên cái công nghệ blockchain này đó thì mới đầu mới có cái gọi là cái cryptocurrencies, nghĩa là các cái loại tiền mã hóa. Mà mọi người bây giờ thì nếu mà search trên mạng thì chắc, trời ơi, chắc không biết bao nhiêu, chắc đếm không hết đâu. Quá nhiều cái lượng cryptocurrencies. Có nghĩa là hầu như ai cũng có thể, thật sự có một cái kiến thức một chút về công nghệ thôi thì cũng có thể tự tạo ra một cái crypto cho mình. Trong vòng chắc khoảng chừng 30 phút thôi mình replicate cái code. Nhưng mà vấn đề quan trọng là sau đó là mình có cộng đồng hay không, mình phát triển cái cộng đồng và cả cái hệ thống đó nó như thế nào thôi. Chứ còn tạo ra ban đầu thì không khó, nếu nói là dễ và nhanh. Thì đấy là nói về cái cryptocurrencies. Nhưng mà hiện nay đó, cái cryptocurrencies, cái thị trường của nó chỉ tập trung dồn vào một số cái đồng lớn thôi, quan trọng lớn thôi. Đấy, ví dụ như mọi người search ra cái list, có thể vào trong Coinbase hoặc là một số cái coin market để mà mình xem rằng là ví dụ như top 10 của các coin như thế nào. Chẳng hạn như nổi tiếng nhất là Bitcoin đúng không, hoặc là Ethereum chẳng hạn. Thì đấy là những cái loại tiền khác nhau. Thì mình cần phân biệt được giữa cái blockchain và crypto. Nghĩa là cái blockchain nó chính là cái công nghệ thôi, và còn cái crypto đó chính là cái sản phẩm, có nghĩa là một cái ứng dụng của cái công nghệ blockchain và tạo ra thành một cái loại tiền gọi là tiền mã hóa. Mình nôm na mình gọi là tiền. Thì nó có hai cái yếu tố mà liên quan đến tiền này, thì nó có liên quan đến cái chuyện là nó có cái giá trị, nó là cái phương tiện thanh toán hay không, đúng không? Nó có cái giá trị gọi là tích lũy và dự trữ cái giá trị hay không. Như vậy là nôm na là coi nó là phương tiện thanh toán hay là một loại tài sản. Thì cái này vẫn đang là những cái tranh luận, nhưng mà cái này không có đúng sai. Tại vì mỗi người trong một cái ngữ cảnh, một cái context nó khác nhau.
Mình lấy một cái ví dụ như nói là nó là cái phương tiện thanh toán hay không, thì hiện nay ai mà đi lấy dùng Bitcoin mà đi mua trực tiếp, mà đi ra cửa hàng, ra chợ bình thường mà mua được, đúng không? Chẳng hạn như đi mua ổ bánh mì hay là mua một cái hộp sushi chẳng hạn, cái này thì rất là khó. Mua trực tiếp có nghĩa là anh phải dùng cái tiền crypto đó, anh lại phải thông qua một cái đơn vị thanh toán trung gian, thường là ví dụ như là card, thẻ ngân hàng Visa chẳng hạn. Hiện nay thì các bạn biết là rất là nhiều cái đơn vị nó cung cấp trung gian, có nghĩa là bạn nối từ cái ví tiền điện tử của mình, cái ví tiền crypto, tiền mã hóa của mình đó, nó nối qua một cái thẻ Visa của mình, nó giống như thẻ debit vậy đó. Thì mình có thể thanh toán được, nhưng mà cái đó thì không phải là thanh toán trực tiếp từ cái tiền mã hóa. Cái đấy là cái khác nhau, và cái đấy là một cái yếu tố mà mọi người đang bàn luận và tranh luận với nhau nhiều nhất về cái gọi là cái khả năng thanh toán của các cái đồng tiền mã hóa. Mức độ nữa là cái độ chấp nhận, có nghĩa là cái sự chấp nhận nó có rộng rãi hay không. Ví dụ như là cầm cái thẻ Visa quốc tế thì là đi đâu cũng hầu như là chỗ nào, cái cửa hàng nào mà chấp nhận thẻ thì nó chấp nhận được. Nhưng mà cái thẻ, hoặc là ví dụ như mình có cái ví tiền mã hóa của mình, thì không phải chỗ nào cũng chấp nhận được. Nhưng mà có những cái giao dịch giá trị lớn thì hiện nay nó có những cái nơi, có những thị trường, hoặc là giao dịch giữa những cá nhân với nhau, hoặc là giữa cá nhân với tổ chức có giá trị lớn, thì người ta vẫn có thể dùng crypto. Ví dụ như là mua xe xịn hay là mua nhà, lấy một số cái tài sản lớn, thì ở một số nơi mình có thể dùng cái tiền mã hóa để thanh toán. Và ngoài ra thì nó có một cái khái niệm nữa là cái giá trị tài sản, coi nó là một cái tài sản tích trữ hay là dự trữ, gọi là dự trữ cái tài sản. Thì cái tài sản này thì đúng rồi, có nghĩa là khi mà cái nhu cầu trên thị trường nó càng cao, có nghĩa là nhu cầu nó lớn hơn cái nguồn cung ha, đấy là nguyên tắc cơ bản của thị trường thôi, thì lúc đó là giá nó sẽ tăng. Và người ta nhiều nhiều người người ta coi rằng là các cái đồng tiền mã hóa có giá trị lớn đó thì nó như là tài sản, người ta ví nó như vàng, người ta ví nó như là một cái tài sản có mang cái tính giá trị, gọi là cất trữ cái giá trị. Rồi thì đấy là nói về cái crypto. Như vậy thì trên cái thị trường mà tiền mã hóa crypto đó, nó thượng vàng hạ cám, hồi nãy mình nói là có chắc phải hàng chục ngàn cái đồng tiền mã hóa, nhưng mà chỉ có vài chục hoặc là vài trăm cái mà nổi tiếng thôi. Cho nên cái cryptocurrencies này á, thì nó, nếu mà mọi người coi nó là một cái đầu tư, thì phải lưu ý những cái điểm sau đây. Trong cái cryptocurrencies á, cái quan trọng nhất á, là cái cộng đồng. Cái community là những cái người mà sử dụng cái đồng crypto đó, ai sử dụng và cái tiềm năng sử dụng nó như thế nào, có nghĩa là sau này nó sẽ được dùng thanh toán ở đâu, nó sẽ được dùng để mà mua những cái gì. Ví dụ như là sau này nó có những cái gọi là các cái smart contract đó, các cái hợp đồng khôn đó, thì như vậy thì những cái crypto nào được dùng để thanh toán. Thì cái này thì ngốc cũng không nói trước được, tại vì biết trước được thì là giàu rồi, đúng không? Tại vì cái này là đúng là hên xui thôi, tại vì mình đâu có biết cái đồng nào mà nó sẽ được có một cái cộng đồng rất là lớn sau này, hoặc là có một số đại ca, một số tay to đứng sau backup, đúng không, làm gọi là bảo trợ, gọi là patronage đấy. Nhưng mà cái này thì nếu mà mình có một cái sự cẩn trọng, có nghĩa là mình không, còn không thì mình coi như là mình mua vé số thôi, đúng không? Mình mua rồi mình quên, ví dụ mình có một cái niềm tin vào một trong cái crypto nào đó. Nhưng mà cái này không phải là niềm tin mù quáng nha, niềm tin mà có làm bài tập rồi, có nghĩa là niềm tin nhưng mà mình phải dựa trên những cái fact, những cái evidence gì đó maximum mà mình có thể được. Ví dụ như là mình phải search hết tất cả các cái thông tin, đi vô tất cả các cái forum, đi vào các cái nơi ngõ ngách để mà mình thăm dò, mình ngóng ha, để mình coi rằng là cái crypto đó nó có thật sự là có tiềm năng hay không. Và trong một cái crypto đó, currencies đó, nó quan trọng nhất là cái người người bảo lãnh, cái người mà đứng lead ở trong cái cộng đồng đó. Ví dụ như những cái người mà người ta có cái ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng lớn đây không phải là về 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 tiền bạc đâu, mà người ta ảnh hưởng lớn về về mặt công nghệ và cái reputation, cái uy tín của họ. Thì ở đây thì Ngọc
tiết lộ với các bạn hai cái tên mà các bạn nên theo dõi và nên tìm hiểu khi mà nói về trong cái giới công nghệ crypto. Thì hai cái tên này, người thứ nhất đó chính là, à không phải đâu, các bạn tính nói là Elon Musk nữa, không phải. Mình không nghĩ là Elon có nhiều về mặt công nghệ trong cái ảnh hưởng nhiều trong cái crypto. Mình cái đấy là cá nhân thôi, có thể có các bạn không đồng ý với lại cái quan điểm của Ngốc. Nhưng mà mình nghĩ là Elon Musk là thiên về cái chuyện là amusing, có nghĩa là vui với lại các cái crypto hơn. Nhưng mà cái người mà serious, mà mình nghĩ là rất là nghiêm túc đó, với lại cái đồng crypto đó, thì cái tên đầu tiên, các bạn có bạn nói đúng đó, nghĩa là Vitalik, cái người một trong những cái founder của cái Ethereum. Và người thứ hai đó chính là Navan. Thì các bạn chỉ cần search Google ha, hai cái tên này mình nhắc lại, đó là Vitalik và Navan, để các bạn tìm hiểu thêm thông tin về hai cái người này ha, và liên quan đến cái cryptocurrencies. Bây giờ quay lại cái chuyện mà cryptocurrencies tranh luận nó có là phải là cái phương tiện thanh toán hay không. Tài sản thì đương nhiên rồi, đúng không? Lúc nào thì tùy cái cung cầu của thị trường mà cái giá của nó thay đổi. Nhưng mà cái phương tiện thanh toán là hay không thì nó phụ thuộc ở cái chỗ là hiện nay nó có hai cái yếu tố, đó chính là cái tốc độ xác nhận và cái tốc độ thanh toán. Để mà nó scale up, cái nghĩa là nó nhân rộng lên rất là nhanh, thì cái đó nó quyết định cái sự thành công và tăng giá của một cái cryptocurrency. Thì cái tốc độ xác nhận hiện nay đó, bởi vì crypto nó dựa trên cái công nghệ blockchain mà, cho nên là ví dụ như là cái tốc độ mà xác nhận các cái chuỗi khối, các cái giao dịch đó thì nó lâu, cho nên là vấn đề là phải đợi làm sao mà cái công nghệ nó có thể làm nhanh hơn, để cho cái tốc độ xác nhận nó được nhanh. Cái thứ hai đó là cái tốc độ thanh toán. Ví dụ như mình mà so sánh với lại mình thanh toán bằng tiền mặt hay là thanh toán bằng thẻ ở trong những cái cửa hàng mà mình mua nhỏ lẻ đó, thì mình mới thấy rằng là cái tốc độ thanh toán trực tiếp của các đồng crypto là không thể nào mà so sánh được ha. Ngoại trừ trường hợp là cái ví crypto đó nó link, nó connect, nó kết nối với lại một cái thẻ ngân hàng nào đó ha. Cho nên cái đấy là cái gọi là cái trở ngại của cái crypto trong currency, trong cái chuyện mà thực hiện cái thanh toán cũng xác nhận. Nhưng mà nếu mà mình coi nó là một cái tài sản thì lại khác ha. Một cái tài sản hoặc là một cái mà mình có thể đầu tư vào nó trong dài hạn. Thì cái chuyện mà mua bán crypto như thế nào? Cái này thì nếu mà các bạn quan tâm đến crypto thì cũng đã nghe được cái nhiều câu chuyện ha. Cái nghe là hôm rồi giá Bitcoin, là giá một số cái crypto nó tăng lên dã man luôn, thì có nhiều người tìm lại không thấy đâu hết. Có nghĩa là có một đấy, đọc chuyện là có một bạn ở Anh đó, có nghĩa là hình như đồng ý trả là 4 triệu hay là 7 triệu bảng gì đó để cho cái chính quyền địa phương đó nó họ khai quật lại cái bãi rác của thành phố, bởi vì ảnh bỏ cái máy tính của ảnh ở trong cái ổ đĩa cứng, trong đó thì ảnh có lưu Bitcoin ở trong đó. Cho nên bây giờ ảnh ước lượng cái giá nó nè, như là khoảng 20 triệu thì phải. Thì ảnh nói rằng nếu mà khai quật mà tìm ra lại được đó thì ảnh sẽ donation, ảnh sẽ cho thành phố là 4 hay 7 triệu gì đó. Nhưng mà thành phố không chấp nhận, bởi vì rủi ro cao, tại vì không biết là chi phí mà khai quật cái bãi rác đó nó là lớn, nhưng mà bây giờ khai quật xong mà không tìm được thì lỗ chết làm sao. Bây giờ bởi vì lấy cái ví dụ đó để mà Ngốc muốn nói rằng là cái chuyện mà mình đầu tư trên crypto thì nên lưu ý những cái gì. Các bạn hình dung ha, crypto nó giống như một cái tài sản đi ha, và nó được giao dịch trên các cái sàn giao dịch. Và trên các cái sàn giao dịch này đó là nơi mà mình tạm cất cái tiền của mình ở đó và thực hiện là mua bán. Cho nên là cái tiền mà mình để trên sàn thì nó có cái rủi ro rất là cao, ở chỗ là tùy thuộc vào cái uy tín của cái sàn đó. Đã thấy lịch sử đã có rồi các bạn, có nghĩa là trường hợp sụp một số sàn, và có một cái sàn rất là lớn sụp rồi đó. Thì đó là khi mà nó cái sàn mà nó bị sụp thì có nghĩa là số tiền mình để trên đó nó bị mất. Chính vì vậy mà cái lời khuyên cho những cái bạn mà mua bán hay là giao dịch tiền mã hóa đó thì phải lưu ý đến các hình thức cất trữ.
À, có nghĩa là đừng bao giờ để, nếu mà nó lớn nha, đừng bao giờ để cái lượng tiền lớn của mình ở trên sàn luôn, kể cả những cái sàn rất là uy tín. À, thì cái này lưu ý. Chính vì vậy là các bạn nên cất vào trong các cái ví của mình. À, thì cái ví của mình thì hiện nay các bạn phân biệt nha, cái sàn giao dịch nè, rồi xong rồi có cái ví nè. Nhưng mà trong ví nó chia làm hai loại nữa, nó loại chia gọi là mình nó hôm nay gọi là ví nóng với lại ví lạnh. À, thì ví nóng là ví mình để trên sàn luôn, mình để trên mạng luôn. Có nghĩa là các bạn giao dịch ở trên một cái sàn, sau đó các bạn nên rút về cái ví nóng của mình. Khi nào mà mình cần giao dịch á, mình rút từ ví ra mình bỏ lên sàn và sau đó mình giao dịch, cái đó cũng là một cách. Ngoài ra thì nó có một cái dạng ví thứ hai mà dân trong nghề người ta gọi là ví lạnh đó. Ví lạnh có nghĩa là ví ví vật lý đó, nó trên một cái dạng là paper hoặc là ví dụ như là trong một cái dạng một cái thẻ nhớ hay một cái USB. Thì cái này bạn mình giới thiệu luôn là có một cái công ty của Pháp rất là nổi tiếng về cái sản phẩm ví lạnh này ha, nó là một cái USB key của cái hãng là Ledger. Ledger thì các bạn tìm ra ngay. Thì đấy, mình sẽ có thể cất trữ các cái cryptocurrency của mình trong cái thẻ USB này. Nhưng mà vấn đề quan trọng là phải nhớ mật khẩu, đúng không? Các cái bước security thì cái này nó ở phía sau rồi. Đấy, về cơ bản tóm lại là các bạn mà giao dịch tiền mã hóa đó, mình khuyên là không bao giờ để toàn bộ trên sàn, một cái sàn giao dịch nào đó. Nên rút về ví hoặc là ví nóng, như là trên web ha, hoặc là rút về ví lạnh luôn. À, còn không thì bỏ vô trong một cái ví lạnh, là giống như kiếm một cái máy tính nhỏ nhỏ, một cái máy tính chẳng hạn như pi hoặc những cái nhỏ nhỏ gì đó mình cất thôi ha. Mình cất. Đấy là cái về cryptocurrencies. Nhưng mà các bạn thấy rằng là nhiều người thì cũng hoài nghi, chỉ trích về cái thị trường cryptocurrency này. Gốc cũng nhiều lúc cũng tiếc lắm chứ bộ. Thật ra thì biết crypto này khoảng 2016 2017, mà các bạn đừng xem thường giới nghiên cứu nha. Hồi đấy 2016 2017 mới về cơ quan công tác mới á, thì lúc đó là mọi người trong giới nghiên cứu là bắt đầu bàn tán về crypto rồi. Lúc đấy là cũng hơi thấy tưởng là trễ rồi đó, nhưng mà đấy là cái nghĩa là bàn về cái cryptocurrencies này các cái. Tại vì thường là các bạn biết là mọi người bình thường thì hay không đánh giá cao cái giới nghiên cứu ha, nhưng mà thật ra các bạn biết rằng là cái giới mà làm chính sách elite đó, thì họ rất là cần những cái bằng chứng thực nghiệm, những cái nghiên cứu, và họ phải cần những cái người làm nghiên cứu trong kinh tế, trong tài chính. Cho nên ví dụ vậy, các bạn thấy là trong các cái policy maker, ví dụ như Bộ Tài chính, đặc biệt là các cái ngân hàng trung ương, luôn luôn có những cái đội làm research ha, làm nghiên cứu chuyên, hoặc là các cái quỹ đầu tư lớn luôn luôn họ có, và họ có những cái trao đổi, họ có những cái seminar, họ có những cái hội thảo, họ có những cái buổi sinh hoạt, workshop này nọ để mà họ trao đổi với nhau. Thì đấy là, cho nên là cái tương lai của cái công nghệ blockchain, đặc biệt là trong cái lĩnh vực tài chính, là một cái điều gì đó chắc chắn đối với, đấy là cái suy nghĩ cá nhân của Ngốc, vấn đề là nó sớm hay muộn thôi. Và ngoài ra thì cái cryptocurrency cũng là một cái tương lai, bởi vì cái xu hướng mình gọi là phi tập trung hóa cái thị trường tài chính, mà hiện nay là các bạn thấy rằng là cái xu hướng người ta gọi là DeFi đó, nó đang trỗi dậy rất là nhiều, mặc dù là các cái chính phủ, các ngân hàng trung ương cũng rất là muốn kiểm soát, tại vì đó là quyền lực mà. Anh còn in được tiền, anh còn còn kiểm soát được cái lượng cung tiền thì anh còn quyền lực thôi. Nhưng mà bây giờ có những cái người mà người ta muốn phi tập trung, đúng không? Người ta muốn thoát khỏi cái sự kiểm soát đó. Thì cái này nó sẽ có một cái thị trường riêng. Và mình nghĩ là cryptocurrency là cái tương lai, nhưng mà vấn đề là đồng nào, crypto nào, có nghĩa là trong đấy hàng trăm ngàn, hàng chục ngàn cái crypto đó, thì cái crypto nào mới là cái tương lai. Thì cái này là mình cũng, thứ nhất là hên xui, nhưng mà nói hên xui thì một phần, nhưng mà mình phải có các skill, mình có các cái thông tin, mình tìm hiểu trong cái giới, đặc biệt là cái giới khoa học hoặc là giới công nghệ. Tại vì các bạn biết là hiện nay nhá, cái vốn hóa của cái thị trường crypto bây giờ là sáng nay mình vừa check là nó đã lên, mặc dù là hôm rồi nó giảm 20% nha, nhưng mà sáng nay thì nó ở mức là 1.530 tỷ đô la vốn hóa rồi. Và các bạn biết là cái crypto này nó được sử dụng trong rất rất nhiều lĩnh vực ha, rất nhiều lĩnh vực.
Ví dụ như là các bạn thấy là các lĩnh vực mà hiện nay sử dụng nhiều nè, ví dụ như là về trung gian thanh toán nè, trong DeFi nè, hoặc là ví dụ như để gắn với lại một cái đồng tiền nào đó nè, gọi là stable coin nè, hoặc là nó sử dụng trong y tế nè, sử dụng trong du lịch nè, rất là nhiều. Hoặc là ví dụ như hiện nay là đấy, người ta có thể dùng để mà thanh toán, các bạn chắc bây giờ nghe một cái thuật từ ngữ mới đúng không? NFT đúng không? Nó gọi là nên fungible token, NFT, NFT đấy là những cái tác phẩm nghệ thuật số hóa gọi là độc nhất vô nhị, có một không hai. Thì đấy là cái sử dụng cái công nghệ mà ta có những cái sản phẩm nghệ thuật số hóa như vậy, và đương nhiên là phải cần có cái để thanh toán đúng không? Thì đấy là cái mà mọi người cần cần để ý. Thì ngoài ra thì cái hệ sinh thái mà sử dụng các cryptocurrency này bây giờ càng ngày nó càng nhiều lắm các bạn. Ví dụ các bạn có thể search internet, mình cung cấp một số cái keywords, một cái số cái từ khóa quan trọng để các bạn hiểu về cái cryptocurrency này. Ví dụ như họ ta có những cái hệ sinh thái trong cái hệ thống mà gọi là Polkadot, Polkadot hoặc là BSC hoặc là Solana. Bây giờ thì nó có một cái nữa gọi là yield farming, có nghĩa là bạn có cryptocurrency nhàn rỗi bạn có thể cho vay để bạn lấy lãi được luôn. Hôm trước thì mình thấy có một bạn trao đổi trong cái group cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam, trong một comment các bạn có nói rằng là nói là tài sản thì phải có cái cash flow chứ, phải có tiền mới gọi là, thì cái quan điểm đó thì nó khác thôi. Mình không nói là đúng hay sai, nhưng mà cái quan điểm đã gọi là tài sản thì nó có thể là mang yếu tố là dự trữ về giá trị, nó có nhiều cái gọi là thanh toán hoặc dự trữ về giá trị, đương nhiên nó có một phần về cash flow. Mà nếu bạn nói là crypto không có cash flow này thì bây giờ các bạn hãy nhìn qua cái chuyện mà gọi là yield farming, có nghĩa là bạn dùng tiền đó mà bạn tự tiền crypto nó có thể đẻ ra thêm tiền bằng cách là bạn cho các cái sàn hoặc những cái tổ chức nó gọi là DeFi đó, người ta vay và bạn có thể tạo ra được một cái mức sinh lợi. Thì và ngoài và à có bạn cũng hỏi rằng là bây giờ các cái mua các crypto này thì như ở đâu? Ở trên thế giới thì dễ, nhưng mà tùy nước, các nước nó sẽ cho phép các bạn là giao dịch với các cái sàn nào. Thì ở nước ngoài mình thấy phổ biến ví dụ như là Coinbase hoặc là Binance hoặc là Kraken á. Ở Việt Nam thì hình như là các bạn không có được trực tiếp ha, các bạn phải qua một số trung gian. Ngoài ra thì mình cũng biết có một anh ở Hà Nội thì phải nha, ảnh cũng có một cái web website đó, ảnh là trung gian đó, có nghĩa là ảnh giống như là đại lý á, mua bán ở đó rồi ảnh đi mua ở nước ngoài, sau đó là có cái sự trao đổi ở đó. Ảnh chưa mời cà phê mình cho nên mình chưa có giới thiệu tên ảnh được ở trong này. Đấy, thì cho nên là đấy là hôm nay thì Ngọc chia sẻ với các bạn về cái tiền mã hóa ha, cryptocurrencies. Nó có thể coi là một hình thức tài sản, một hình thức đầu tư, nó chính là tương lai của cái hệ thống tài chính toàn cầu. Nhưng mà vấn đề quan trọng là nếu mà mình coi nó là đầu tư thì mình phải nghĩ ngay đến cái chuyện rủi ro, cái mức độ rủi ro gắn liền với lại cái hình thức đầu tư. Và các bạn biết là nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp thì người ta đầu tư vào crypto nhưng mà cái mức độ mà phân bổ cái danh mục của họ rất là hạn chế, thường mình thấy tối đa chắc khoảng 5% thôi, 5% bỏ vào trong cái crypto. Đương nhiên là cái sự lựa chọn crypto nào ha, các bạn lưu ý là lựa chọn crypto nào, lựa chọn cái sàn giao dịch nào, lựa chọn cái ví để mà cất trữ như thế nào ha. Và mình chốt lại là các bạn khi lựa chọn cái crypto thì nên để ý những cái người mà support, những cái người trong cái cộng đồng đó nó như như thế nào ha, những người nào mà có uy tín đứng trong cái cộng đồng đó, đặc biệt là cộng đồng ở trên thế giới. Wow, hơn 20 phút rồi. Hôm nay thì đấy Ngốc chia sẻ với các bạn về cái cryptocurrency và ha, thì đấy là những cái rất là cơ bản thôi. Có rất là nhiều bạn nhắc Ngốc là ra podcast thường xuyên, cái này thì Ngốc ghi nhận và Ngốc sẽ cố gắng. Nhưng mà cũng phải vì có những cái công việc khác bên cạnh mà. Cơm áo đâu đùa với khách thơ.
Đúng không các bạn? Nhưng mà Ngọc hy vọng là đến một lúc nào đó thì cái nhu cầu mà các bạn nghe nhiều các podcast, các cái bài viết trên blog của Ngọc đó, biết đâu được, đúng không? Hên xui. Đến lúc nào đó thì lỡ đâu có một cái mạnh thường quân nào đó nói là tài trợ cho Ngọc để làm những cái content, những cái nội dung rất là tốt cho cộng đồng. Thì lúc đó thì Ngọc sẽ từ chối những cái công việc khác, bớt các cái công việc khác lại ha, mà mình vẫn có thể có một cái thu nhập tối thiểu để mà đảm bảo cho cái cuộc sống của mình. Lúc đó thì mình tập trung làm nhiều hơn các cái nội dung chia sẻ với các bạn. Rồi, Ngọc cảm ơn các bạn rất là nhiều ngang. Hẹn gặp lại các bạn trong cái podcast lần tới. Thì trong những cái lần tới đó thì Ngọc đang dự kiến trong đầu là có những cái topic, ví dụ như là mình chọn cổ phiếu như thế nào ha. Rồi ví dụ như rồi cái chuyện mà trong cái đầu tư đó, cái phương pháp mà trung bình giá đó mình nên làm sao. Còn về cuộc sống đó, thì Ngọc có một số cái suy nghĩ, ví dụ như là lý giải là tại sao đấy con nhà khá giả thì nó cũng sau này thì nó cũng cũng khá giả theo, nó có những cái về mặt khoa học chứng minh ha. Rồi ví dụ như là cái thái độ mình suy nghĩ với tiền như thế nào, rồi dạy con cái về tiền như thế nào, rồi đối với các bạn trẻ thì tại sao mà mình nên mạnh dạn, mình nên đi xa ha, mình nên thử thách, mình nên đi xa chẳng hạn, có những cái thử thách mới ha. Đấy là những cái topic mà Ngọc dự kiến là sẽ trình bày trong những cái podcast tiếp theo. Mến chào các bạn và chúc các bạn nhiều sức khỏe nha. Chào các bạn.